Đó. Mềm lắm. Xin chào cả nhà, hôm nay nhà mình đi vào rừng đi dạo. Hai cha con vừa đi vừa bàn chuyện gì đó mà không biết, về xe cộ gì đó. Nói tới xe là mình thì chỉ biết chạy xe thôi chứ còn không biết gì về xe nha, cho nên là không có tham gia bàn về xe, bàn bạc về xe là mình không biết. Hôm nay thì trời mưa, mưa suốt từ sáng tới giờ. Trời mưa cho nên là Châu kêu Châu ở nhà, Châu không có đi. Không có đi vào rừng, nhưng mà Kevin thì lại thích đi vào rừng. Đó, nấm này cả nhà. Cái nấm này nó... Đó. Ôi, cái nấm này xé ra nó giống như là thịt gà cả nhà. Đó. Mềm lắm, nó mềm và nó kiểu như là nó sớ, nó từng sớ giống y như là thịt gà luôn á, mình không biết là nấm gì nha. Trời ơi, trong này nấm gì nó mọc này cả nha, ôi nó mọc quá trời luôn á, nhưng mà hôm nay thì trời không có nắng cho nên là nhìn không có rõ ha. Mùa này là mùa người ta đang đi săn nấm đó. Mình thì mình không biết về nấm cho nên là mình chỉ đi mình xem nấm cho vui thôi, chứ còn mình không có hái ăn nha. Tại vì nấm thì ở Đức có nhiều nấm độc lắm đó cả nhà. Nè, quá trời luôn nè. Ôi ôi nè. Cái nấm đó mình không biết là nấm ăn được hay không, nhưng mà mình tước nó đó, xong rồi á ngửi cái tay mình nó thơm mùi nấm lắm, nó thơm giống như là nấm bào ngư vậy đó. Không biết là có phải là nấm bào ngư không. Nói chung là mình xem nấm thôi, hôm nay quên không có đem theo bao tay. Ở trong đây rừng thì người ta để cả băng ghế để cho người đi bộ đi qua đây ngồi nghỉ nè. Ở đây là cái đường người ta làm đường bê tông đó, để cho người đi bộ đi dạo xuyên qua rừng. Vùng mình ở thì có rất nhiều rừng, có rất nhiều khu rừng rộng mênh mông luôn á, có nhiều khu rừng rộng quá đó, là mình đi vào là mình phải in cái bản đồ ra, mình in cái bản đồ để mình đi vào trong rừng rồi mình còn biết lối ra, nếu không thì lát hồi đi vòng vòng là không biết đường nào đi ra luôn á. Và trong rừng thì người ta cũng có treo những cái biển ở trên cây đó, giống như là người ta chỉ là ở hướng này sẽ đi tới đâu, hướng kia sẽ đi tới đâu, hoặc là khu rừng đó là khu rừng tên gì đó, để nếu mà mình có đi lạc thì mình còn biết đường, mình nhìn theo biển để mình đi ra khỏi rừng. Mùa thu là cái mùa người ta đi săn nấm, những người biết rành về nấm thì người ta xách rổ đi, xách rổ và dao, người ta đi người ta cắt nấm. Mùa thu thì ít nắng nè, rồi hay mưa, lúc nào cũng ẩm ướt á, nên là nấm mọc nhiều lắm. Đó, nấm mọc quá trời đó cả nhà. Kevin hôm nay cầm theo camera để vào rừng chụp hình. Ở đây là cái khu vực mà mọi người có thể đến đây chơi, xong rồi ngồi đây đem đồ tới đây nướng nè, là phải tự đem than, đem đồ ăn rồi tới nướng. Nướng xong là phải dọn dẹp sạch sẽ. Đó, người ta có để bàn ghế gỗ cho ngồi nè. Rồi cái chỗ này là để nướng. Bên kia thì có thùng rác. Còn ở đây là nguyên một vườn trái cây, thì mình thấy là có nhiều cây táo. Ở đây có những cái cây thông này mà mình không biết là phải cái cây thông mà để lấy hạt ăn hay không. Ở đây có một cây lê, rồi cây táo. Còn cây táo này trái nhìn đẹp nè. Táo này trái màu hồng hồng. Ở đây cũng là một con đường người ta làm để dành cho người đi bộ, đi dạo nè. Con đường rất đẹp luôn. Và một bên đó là một hàng cây, nào là lê, nào là táo.
Bên đây thì có một cây, cái cây này là cây hạt dẻ ngựa. Cái trái hạt dẻ ngựa này là không có ăn được nha cả nhà. Người ta chỉ lượm hạt để người ta chơi thôi. Người ta lượm hạt để giống như là sao ta? Về người ta làm mấy cái trò chơi á. Chứ còn cái này là không có ăn được nha. Nó là hạt dẻ ngựa. Thì tiếng Đức nó là Kastanien. Kastanien thì có cái loại mà ăn được á, thì cái trái của nó khác. Cái trái ở bên ngoài á, cái vỏ xanh bên ngoài này, nó có cái gai dài lắm. Còn cái này là không ăn được nè. Đó, hạt của nó thì người ta để giống như là người ta đục xong rồi người ta làm, người ta sâu, người ta làm cái này cái kia. Thường là để làm mấy cái trò chơi cho trẻ em á. Cây này to dễ sợ luôn. Cái cây này khi mà nó nở hoa đẹp lắm luôn á. Có cây lê nè. Lê trái rụng. Rụng đầy gốc luôn này cả nhà. Không có ai lượm. Rụng cả qua đường đi nè. Quá trời luôn. Nhưng mà cái lê này là lê kiểu như là lê không ngon á. Rồi ở đây lại thêm một cây táo. Cái này là cái đường đất công cộng á. Trời ơi, còn đây lại là cây táo. Nó rụng trái xuống này cả nhà. Đó, rụng xuống rồi cái người đi đường á, người ta cũng gạt qua hai bên đường để ai đi qua thì không vấp. Hoặc là đi xe đạp á, không có vấp vào. Trời ơi, nó rụng nè. À, ở đây là cái cây táo mà trái nhỏ xíu mà nó đặc lừ luôn nè cả nhà. Đó, cái táo này á, cái trái nó nhỏ xíu vậy thôi nè. Nhìn nó cũng xấu xí, dấu vết tùm lum nhưng mà ăn nó ngon lắm. Cái này mà ai mà mê xoài, cóc, ổi gì đó là cái táo này ăn rất ngon luôn nè. Nên là nó không có nhiều nước đâu cả nhà. Cái này thì ép nước chắc là nó không có nước đâu. Tại vì nó kiểu như nó khô lắm. Bên trong ruột á, nó xanh xanh như nè. Mà nó ngon lắm cả nhà ơi. Ăn nó giòn. Nó giòn, nó ngọt ngọt. Nó ngọt ngọt, chua chua, chát chát. Kiểu như là ai mà thích ăn ổi á, ăn ổi, ăn xoài á, ăn xoài, xoài xanh á, là ăn táo này ngon lắm nè. Bên đây cũng là một cây táo nữa nè. Cái này thì trái lớn ha. Trái màu hồng hồng. Mình nghĩ là cái cây táo này trái ngon lắm nè. Tại vì thường mấy cái táo hồng hồng này á, ăn ngon lắm. Nhưng mà nó cũng chưa có chín đều. Nó vẫn còn bên hồng, bên xanh. Thì những cái cây mà người ta trồng mà ở cái vùng mà có nhiều cái con, gọi là con bí bờ, thì người ta cứ phải ấy cái khung sắt như thế này nè, để cho nó không có cắn gãy cây á. Trời ơi, nhìn thấy mê dễ sợ luôn á. Cái đường đi này là hai bên là hai hàng cây ăn trái. Người ta có cả băng ghế cho mình ngồi luôn nha. Táo lê quá trời luôn. Một hàng dài lắm. Mình đi tới đây thôi xong rồi mình quay lại. Mình hái mấy trái về chấm muối ớt. Nãy giờ mình lo mình đứng quay mấy cây táo, hai cha con đi tuốt đằng kia đứng chờ. Thôi bây giờ thì
mình đi về nhà, tại vì cũng lạnh rồi đó. Mình cũng xin dừng video lại đây. Xin cảm ơn cả nhà đã xem video. Bye bye cả nhà, và xin hẹn gặp lại ở video lần sau.